Xin chào các bác nhé, xin chào các bạn nhé. Đây là cái con bồ củi. Hôm nay thì đang là tháng 3 dương lịch rồi các bác nhé. Đấy. Vẫn đang dịch Covid-19 hay gọi là virus của Trung Quốc nhé, theo Tổng thống Trump. Rồi, hoặc là gọi là Corona Vũ Hán được thì các bác. Thì dịch vẫn đang hoành hành nhưng mà con bồ củi thì vẫn nhập về để rang và chế biến gửi cho các bác nhé. Đấy. Hiện nay có một số các bác đặt hàng tươi nhưng mà do cái dịch thì chúng tôi không chuyển đi được thì chúng tôi sẽ làm khô nhé để đóng gói gửi cho các bác. Rồi đây thì có một số con thôi, không được nhiều lắm, chỗ này xấp xỉ 1.000 con nha. Đấy, các bác nghe thấy tiếng lách cách họ vẫn sống nguyên đấy nhé. Bây giờ thì chúng tôi sẽ rửa con bồ củi xong đó thì mang đi sao vàng hạ thổ cho các bác xem nhé để đóng gói chế khô gửi cho các bác nhé. Đấy. Rồi. Đây các bác này. Đấy. Đấy, còn một củ nữa các bác nhé. Để rửa sạch đi thôi. Có một củi chưa chết mà đấy, nó đang rửa để nó quay video đấy cho các bác xem đấy nhé. Đây có một củi các bác nha. Cái dịch Covid-19 này đâm ra tự nhiên lại thành cái việc nữa là cái việc thành giáo viên mầm non các bác. Nhà các cháu nhỏ cho nên là không gửi được cho nên là trở thành giáo viên mầm non. Đấy, có một củi như rửa đến nước này là trong quá là được rồi đấy nhé. Để mang đi sao vàng hạ thổ nhá các bạn nhé. Rồi con một củi này bắt đầu tiếp tục được cho lên chảo để rang các bác nhé. Con ơi, chờ tôi để cho nó quay video. Này, con sẽ cho thêm cái thảo dược khi rang các bác nhé. Khi rang con bột củi thì sẽ cho một số cái thảo dược vào để cái một là nó có mùi thơm, hai là khi bác dùng thì ngâm rượu nó ngon và nó chất hơn rất là nhiều. Chưa, bố mình đang quay. Rồi. Đấy, bác nghe tiếng nổ lách tách chưa? Đấy chính là cái tiếng của con bồ củi. Bố để cho con xem. Đây. Bồ bé. Bồ bé. Bồ bé ở ảnh này ơi. Nè, quay nhé. Bố cháy à?
Bố mở ra cho con xem. Tí nữa con bồ củi đang sống và đang dẫy. Khi mà ra thì con bồ củi còn đang sống nên nó sẽ đẩy ra ngoài mất. Nhưng một lát nữa thì mình có thể mở được các bạn. Nó đẩy ra ngoài. Nhà cô thịt chuối. Rồi, đấy, sẽ quay sát hơn các bác nhìn thấy con bồ củi nha. Rồi, tôi sao như này một lúc nhé, khoảng độ tầm 15 phút là được khá ok rồi. Trong đó thì sẽ hạ thổ để các bác xem nhé. Trong quá trình các bác phải chờ đợi lâu thì chúng tôi sẽ tạm dừng cái video lại nhé các bác nhé. Khi nào mà tôi rang xong hạ thổ thì tôi tiếp tục nhé. Rồi, đây là con bồ củi đã chuẩn bị sao gần xong rồi đấy. Thì chúng tôi sẽ cho xuống sao vàng rồi, thì bây giờ sẽ là hạ thổ. Sẽ tắt bếp đi để sao hạ thổ nhé. Sau đó thì chúng tôi mang sấy khô, đóng gói gửi cho bác nhé. Con bồ củi với thảo dược sao thì bây giờ nó thấy có mùi thơm đấy, nếu mà các bác mà ngửi được cái mùi của nó thì cái mùi nó rất là thơm. Nếu mà đến cái độ mà đang phải tạm dừng cái công tác sao vàng, sao nữa thì nó sẽ cháy thảo dược. Đây cái mâm thôi các bác nhé, để mang xuống để hạ thổ con bồ củi lên xuống nha. Đây các bác này, đây. Chín chưa? Con bồ củi chín rồi các bạn. Bố ăn đi. Để bố sấy khô rồi bố đóng gói nhá. Con này giờ nó ăn được rồi đấy. Đấy, rất nóng các bạn nha. Rồi. Con bột củi đấy các bạn nhé. Đấy. Bố ăn đi. Bố con bột củi chín chưa? Con bột củi chín rồi. Bố củi chưa? Bố ăn đi. Bố ăn đi ngon lắm. Bố ăn thử xem. Rồi.
Có một củi đây nhé các bác nhé, các bác nào mua thì liên hệ chúng tôi qua số điện thoại là 0932340345 nhé. Bố ăn đi. Rồi, xin cảm ơn các bác đã xem cái video của tôi nhé. Bố ăn đi. Đấy, có một củi đây các bác. Bố ăn đi, bố ăn đi. Nha. Đây, thưa các bạn là con một củi đang được cho vào sấy nhé các bạn nhé. Qua cái đèn chiếu thì nó không được rõ lắm đâu, nhưng mà ấy, gọi tôi sẽ quay gần cho các bạn xem đây. Một củi đang sấy đấy, đang để trên dàn sấy đấy nhé. Đấy. Các bạn thấy dàn sấy rất là sạch sẽ nhé. Này. Đây dưới này còn dàn nữa. Đấy. Có thấy không? Đấy nha. Thì có một củi sau khi mà sao vàng hạ thổ xong thì sẽ được qua dàn sấy như này để sấy khô cho các bác nhé. Phải sấy như này vài lần thì con một củi nó mới khô kiệt thì mới đóng gói gửi cho các bác được, nó mới không bị mốc nhá, và vẫn giữ nguyên được chất lượng nhá. Khi các bác ăn con một củi nó vẫn là ngon. Vậy thì cho nên là chúng tôi xin giới thiệu tới đây con một củi quay cho các bác và các anh chị nhá. Con một củi này đang quay vào cái thời gian là tháng 3 năm 2020 nhá. Hiện nay đang có cái dịch Covid-19 nhá. Rồi, cảm ơn các bác, cảm ơn các anh chị đã xem cái video của tôi. Thì con một củi này anh chị mà muốn mua thì liên hệ chúng tôi qua số điện thoại là 0932340345. Số điện thoại đang hiện trên màn hình các bác nhé. Rồi, xin chào các bác nhé. Cảm ơn các bác đã xem cái video của tôi nhé.